Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip gồm 12 cây câu nha anh em. 12 cây câu này 12 cây câu hay chi cho anh em đi đánh thanh, đánh cháp, câu tôm, câu cá mè. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không dùng clip nên thì em sẽ nhận lại. Thì sẽ có phần bên đây là hàng hai da nha anh em. 5 cây. 6 cây chất 6 cây hàng hai da, cặp con 6 ít. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây. Đến giờ cái thứ nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất em ra cho người là một cây cần một khúc nha anh em, cây này một khúc đó. Cây này dài 1m23, cán là cán tre anh em đó. Cán tre, cần này cần nội địa, thì bát là bát mạ gon nha anh em, bát mạ gon Fuji đó, cán cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Hechi cán tre đó, cán là bằng tre tem Nhật đó, hàng nội địa nha anh em đó. Thì phen là phen gon, nguyên bộ phen gon. À, dài một khúc đọc sợi thủy tinh à, rất là đẹp luôn anh em. Thì cái này độ cứng gơ tầm khoảng 15 anh em, 10-15 thôi, rất là nhạy cá nè à, đánh thanh đánh cháp rất là ok nha anh em à, chỉ đi rất là đẹp nha. Nguyên bộ phen gòn luôn, phen này phen Fuji nha mọi người, phen Fuji à, phen gòn Fuji tem Nhật, một cây nội địa nghệ nhân rất là đẹp, rất là ok luôn đó. Thì cây này dài 1m23, cứng là 10-15, nặng là 135, gặng là 130g. Giá cây này giá là 750k anh em, giá 750k đó. Cây này đọt để em đo đọt nó cho anh em. Đọt cây này là 1 ly 3 nha mọi người, 1 ly 3, rất là nhạy luôn á. Rồi, giá cây thứ nhất giá công khai là 750k nha mọi người, giá cộng ship nha. Tiếp theo cái cây số 2 em lên cho mọi người là một cây mắt tết đó. Cây này của Korea sản xuất à, chất liệu quấn này chất liệu carbon nha. Đây, tem xuất đầy đủ, thì cái này được giờ bát này, bát nằm dưới đây, giờ lên đây giờ cao cho anh em dễ cầm á. Fan vẫn là fan Fuji đó. Bát là bát Fuji đó. Đẹp nha anh em, nguyên bộ. Thì cái này dài 2m1 nha mọi người đó. Thì dài 2m1 chuẩn luôn đó. Được giờ bát chất liệu carbon, cán là cán máy chèo. Rồi, hình ok nha mọi người đó. Cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 15-20 nha anh em, 15-20 đó. Fan bát Fuji đầy đủ, bát là bát Fuji F6 ok hết nha mọi người, tất cả đều ok. Thì cái này nặng là 120g, cứng là 15-20, đọt là 1 ly 5, giá công khai là 500k nha anh em, 500k cộng ship. Cây số 2, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em đang cho người là một cây cần hai đọt, hàng nội địa, hàng của Ryobi đó. Nè, Ryobi thì chất liệu là super carbon, carbon tit à, cực kỳ ok nha mọi người. Tem đây đây, cán là cán máy chèo, chất liệu là chất liệu carbon đó. Thì cái này đây chỉ bị xước ở chỗ này thôi, phần còn lại là tất cả đều như mới nha mọi người. Bát là bát Fuji, có hai miếng nhựa đây nè, giữ máy cực kỳ chắc nha. Pen này pen Fuji, tất cả ngoại hình đẹp đẽ nha mọi người. Nhìn xa có thể thấy nó sáng tròn đó. Chất liệu carbon hai đọt, bu là bu xít nha anh em, bu xít cực kỳ bóng luôn nè. Càng này chi anh em câu hai chi, câu đánh thành đánh cháp, câu trên bè, câu cá mè, câu tôm. Thì cái này dài 2m4, có hai độ cứng, là độ cứng 20-30 và độ cứng 30-40 nha anh em. Độ cứng 30-40 là anh em đánh tra cũng rất là ok rồi. Thì cái này nặng là 150g, đọt 1 ly 6 và đọt 2 ly, giá công khai là 800k nha anh em. 2m4, giá công khai là 800k, cực kỳ ok nè. Hai cái đọt mà phen cực kỳ dày luôn, nó chịu lực là chịu lực nguyên cây càng. Tiếp theo em lên cho người là cái số 4. Cây số 4 đã cho mọi người là một cây cần của Olympic. Cây cần Olympic, cây cần này sản xuất tại Korea nha mọi người.
cây này cây Olympic thay độc, chất liệu carbon sánh chìm. Cán là cán máy chèo. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Thì có một đọt đọt đỏ này bị hụt nha anh em, thì đọt trắng thì nguyên zin, fan là fan Fuji luôn, đọt vẫn là đọt tháp hàng Hechi. Tem sức đầy đủ nha anh em. Thì cây này dài 2m1, dài 2m1, hai dọc, thì một đọt nó có bị hụt một tí anh em, đọt cái bị hụt một tí. Và sao em nói với anh em vậy? Thì cái này nặng là 150 gram, đọt 1 ly 2, đọt 1 ly 2 cái độ cứng ra tầm khoảng 10-15, đọt 1 ly 3 độ cứng tầm khoảng 15-20 nha anh em. Đây đọt 1 ly 2 đây, độ cứng ra tầm khoảng 10-15, rất là dịu nha anh em. Đánh thanh đánh chắp câu tập câu mè rất là ok. Thì đọt này tầm khoảng 1 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 15-20 nha. Đó. Rồi giá công khai cây số 4, giá công khai là 700k nha anh em. Hai đọt hàng Olympic carbon nè, carbon sẵn. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là cho người là một cây hàng Master. Cây này giải trúc nha người, cực kỳ đẹp luôn. Anh em thấy hàng cực kỳ đẹp. Tem sức đầy đủ. Đọt là đọt tháp nha nè, đọt tháp. Hàng nguyên zin nguyên kiện nha. Ngoại hình nó ra tầm khoảng 90-95%, cực kỳ mới luôn. Thì cái này dài 2m1, fan bass và fan bass Fuji Japan. Em mới thấy rất là đẹp nha mọi người. Cái này quéo cái đọt rồi, đánh cực kỳ cảm giác luôn. Đánh thành đánh chắp cực kỳ ok. Thì cái này nặng là 170 gram, đọt là 1 ly 5, đầu cứng ra tầm khoảng 15-20. Giá công khai là 700k anh em. Cây số 5, giá công khai là 700k, hàng carbon giả trúc. Tiếp theo sẽ là cây số 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo là cây số 6. Cây này là cây số 5 nha anh em. Tiếp theo là cây số 6. Thì cây số 6 em lên cho mọi người là một cây hàng của nội địa. Em lên cho mọi người là một cây hàng của nội địa, một cây hàng của Nissin. Đó, anh em cây cầm thì thương hiệu này thì chuẩn nội địa rồi. Chất liệu quẩn này chất liệu carbon. Fan bass rồi, fan bass Fuji nha anh em. Fan bass Fuji cực kỳ đẹp luôn. Cây này dài 2m1, chuyên cho anh em câu hanh tráp, câu trên bè, ghe, câu tôm, đánh tra, câu mè. Quéo là quéo cái đọt anh em, cực kỳ nhạy cá nha. Độ cứng cây này ra tầm khoảng 20 nha anh em, 20-30. Cực kỳ nhạy cá luôn. Chất liệu là chất liệu carbon. Polynesian thì anh em khỏi bàn, cực kỳ cảm giác luôn. Cán thì nó làm quần, đó, dễ cầm. Bát là bát Fuji. Hàng ngoại hình ok nha mọi người, ngoại hình ok. Thì cây này nặng là 150 gram, đọt là 1 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Giá công khai là 700k anh em. Cây số 6 giá công khai là 700k, hàng cực kỳ cảm giác nha. Tiếp theo và phần bên đây, tất cả hàng bên đây đều carbon thay da anh em, hàng của đây qua. Tiếp theo em lên cho mọi người là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây càng của carbon đai qua Viking. Carbon thay da, hàng nguyên zin nguyên kiện anh em, không độ chế luôn, đủ mét luôn nha anh em, đủ mét cho anh em luôn. Hàng ngoại hình ok nha mọi người, carbon sáng ít, hàng đai qua. Thì cây này được sản xuất tại Taiwan anh em, Taiwan xuất cho thị trường Nhật, sáng cực kỳ đẹp nha mọi người. Thì cái này dài 1m8, độ cứng chỉ có 5 thôi, độ cứng có 5 thôi, đánh thanh đánh cháp cực kỳ ok nha anh em. Quéo là cong vuốt luôn, cực kỳ cảm giác luôn. Bass là bass Fuji, bass Fuji Japan. Thì cái này nặng chỉ có 150 gram thôi, độ cứng là độ cứng 5, đọt là 0.8, giá công khai là 1 triệu nha anh em.
cây số 7 giá công khai là 1 triệu, hàng cực kỳ ok nha mọi người, carbon hai da. Tiếp theo em lên cho mọi người là cây số 8. Cây số 8 là một cây Daiwa Viking đó. Cây này độ cứng 10, dài 1m8 đó. Carbon thì carbon vẫn là carbon trắng ít hai da, đọt là đọt tháp, hàng nguyên xin nguyên kiện nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Bát là bát Fuji Japan đây qua, thì cái này vẫn là sản xuất được tay qua nha mọi người, xuất riêng cho thêm Nhật thôi. Đọt đọt số 10 nha em, cứng hơn một tí. Thì cái này nặng 100g, đọt là 1 ly, cứng là cứng 10, giá công khai là 1,1 triệu nha nè. Cây số 8 giá công khai 1,1 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 em đưa cho người vẫn là một cây hàng của Daiwa Viking. Thì cây này cứng 5 và 21. Thì cây này được sở hữu dàn phen này, dàn phen chân cao nha mọi người, dàn phen chân cao. Cứng 5 và 21 hàng Daiwa. Bát là bát Fuji FS6, phen là phen Fuji loại xám. Hàng cực kỳ ok nè, cực kỳ đẹp luôn. Anh em đánh thanh đánh chắp, đánh cảm giác sâu đậm. Thì cái này vẫn sản xuất tại Taiwan, Taiwan Castro. Cán ok nè, ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Phen đó đây, phen đề ba cực kỳ bự luôn nha anh em. Fuji. Thì cái này nặng là 120g, đọt là 0.8, độ cứng là độ cứng 5, giá công khai khoảng là 1 triệu nha anh em. Cây số 9 giá công khai 1 triệu. Tiếp theo sẽ cây số 10. Cây số 10 em ra cho người khoảng là một dòng Daiwa Viking carbon hai da. Em về được 3 cặp. Đó. Cây này đọt số 10, đọt cứng là độ cứng là 10, dài 21 vẫn là Daiwa Viking carbon sẵn hai da. Thì dòng này anh em khỏi phải bàn. Đã đánh qua săn thanh cháp thì dòng này khỏi chê vào đâu được. Ở miền Tây thì anh em câu tôm câu mè. Anh em cái lấy cái này có thể đi đánh luôn là cũng được, luôn là luôn cá mưng. Hàng cực kỳ đẹp nha mọi người. Hàng vẫn là sản xuất tại Taiwan. Đọc số cứng mừng và 21, bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Ngoại hình ok nha mọi người. Đánh cảm giác thì bao ok. Ngoại hình ok. Thì cái này nặng là 120g, cứng là cứng mừng. Đọt là 1 đi 1, giá công khai là 1,1 triệu nha mọi người. Cái số 10 giá công khai là 1,1 triệu. Đây qua Viking. Tiếp theo em lên tiếp theo cho mình là hai cây hàng hệ của đây qua tiếp theo. Thì hai cây này là hai cây cần kê qua, cần carbon sáng nhất đỏ, áo chống đạn nha mọi người. Dạng này thì anh em khỏi bàn nha anh em, chất lượng cây này khỏi bàn, rất cực. Cực kỳ ok luôn, với độ hiếm nó cực kỳ cao. Thì cái này cứng 20, dài 21, hàng Daiwa sáng ít, kê qua carbon đó. Hàng này anh em sưu tầm, đánh hành, đánh cháp, câu đổng, câu cá lô đô, câu cá mè, câu cha. Cực kỳ đẹp anh em, sáng ít. Phen là phen Fuji dạ quang, bát là bát Fuji tam hoàng. Thì cái này chỉnh nội địa nha mọi người. Đây, cái chủ béo có phần đọt lên nè, béo phần đọt một tí thôi. Báo cá cực kỳ nhạy nha anh em. Bát là bát Fuji Japan. Ngoại hình đẹp nha mọi người, ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Kêu qua carbon hàng hệ nha anh em, cái này nội địa nha. Đây, cây số 11 thì nặng là 160g, độ cứng là độ cứng 20, dài 21, đọt là đọt 2 ly, giá công khai là 1,4 triệu nha mọi người. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 vẫn là một cây cần của Viking, đây qua carbon. Cán là cán máy dèo, chất liệu là carbon hai da, hàng hệ. Bát là bát Fuji FS7, JP, cây này cây nội địa, carbon Whisker. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji dạ quang, carbon sáng ít, cực kỳ đẹp nha mọi người.
cán cái máy chèo. Thì cái này vẫn vậy, nó vẫn quéo cái đọt rồi, quéo cái đọt một tí thôi. Anh em về câu dạng câu tra cảm giác đó. Đánh cái này, câu đổng, câu hành, câu đổng. Câu cá lù đù. Đánh cái này cực kỳ báo cá cực kỳ nhẹ như nè. Thì cái này cứng 30, dài 21, nặng là 160g, đọt là 2,1 ly, giá công khai vẫn là 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu cộng ship. Hàng ngoại hình ok anh em, fan là fan Fuji dạ quang nha. Rồi, đó là tổng cộng 12 cây cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em bưng cây nợ chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.